Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Nhân dịp Noel thì em cũng kính chúc cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đầu đường Tôn Đản và Trịnh Minh Thế ngày xưa, và ngày nay là đường Nguyễn Tất Thành. Theo thẳng hướng camera này, chúng ta sẽ theo con đường Nguyễn Tất Thành đi về quận Nhất, qua cầu Khánh Hội, đi đến bến Bạch Đằng. Và thẳng theo hướng này chúng ta sẽ đi về cầu Trịnh Minh Thế ngày xưa, cũng là cầu Tân Thuận ngày nay. Đoạn nữa thôi là đến rồi ha. Và chúng ta đang có mặt ở đây là đầu đường Tôn Đản, và hôm nay thể theo lời yêu cầu của rất nhiều cô chú anh chị thì em sẽ đi một dọc con đường Tôn Đản. Hôm bữa chúng ta có đi đường nãy, nhưng mà hôm bữa chạy xe, hôm nay thì sẽ đi bộ. Mình sẽ đi qua hàng loạt các địa chỉ: 18 Tôn Đản, 202 Tôn Đản, rồi 28 Tôn Đản, để tìm lại người xưa ở địa chỉ 28 Tôn Đản. Nhưng mà địa chỉ 28 Tôn Đản ngày nay không biết có còn đúng địa chỉ hay không. Hy vọng thông qua video clip này, các anh chị cũng cho em xin cái comment để em có thể thực hiện lại rõ hơn ha. Rồi, chúng ta xuất phát. Và đối với con đường Tôn Đản này thì không có dài. Con đường này chỉ vỏn vẹn từ đầu đường Trịnh Minh Thế cho đến Tôn Thất Thuyết. Và Sài Gòn bây giờ là 5 giờ chiều. 5 giờ chiều chúng ta đi lang thang. Ở đây là số 12 Tôn Đản rồi nè. Rồi, nó dập. Số 12 Tôn Đản. Chung cư Cô Bác. Chúng ta nhìn bên bên trái là số 9 A Tôn Đản. Và hôm nay mình đi hầu như là địa chỉ nằm bên tay phải hết, địa chỉ số chẵn là bên tay phải, số lẻ là bên tay trái. Ở đây có trường tiểu học Xóm Chiếu. Trường tiểu học này thì có cái hẻm đi thông ra đường Trịnh Minh Thế luôn, đường Nguyễn Tất Thành luôn. Và con đường Tôn Đản ngày hôm nay có rất nhiều đồ ăn, rất nhiều hàng quán. Đây, số nhà 16 là đây. Và hôm nay nhà này rất là khác rồi nè. Đó, số nhà 16, đây là số 14 cũ. 14 cũ vậy là có thể là 16 bên đây. Rồi tới 18. Nhưng mà không biết nhà 18 là nhà nào đây. Nhưng mà bây giờ rất là khác, rất là thay đổi. Chúng ta sẽ đi qua bên kia ha, bên kia đường, để mình nhìn thấy rõ hơn bên đây đường. Wow, chúng ta bắt đầu nhìn nha. Cái nhà số trắng hoa sen. Cái nhà tím bây giờ là số 20 rồi nè, ngay cây cột điện. Nhưng mà số 18 ngày xưa thì
không biết nhà nhà nào. Nhà 14 là cái nhà xanh xanh. Rồi cái bên có thể là 16 và 18 là có thể là nhà này. Đó. Thông qua video thì hy vọng những hình ảnh này sẽ giúp anh chị và các bạn nhớ lại về ngày xưa, cái căn nhà của chúng ta có kiến trúc như thế nào. Và ngày hôm nay kế bên Vinmart có thể là nhà 18, cái bên Vinmart đó. Oxy Hoa Hồng đó là nhà, thể là nhà 18 này. Tại vì địa chỉ bây giờ nó khác rồi. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Sài Gòn bây giờ 5 giờ chiều nhưng mà không là thấy hơi tối tối. Do làm đi ngược nắng đó ha. Nhà số 28 thì đây. Nhà số 28 là nhà bánh lăng. Nhưng mà bây giờ không phải giặt ủi. Chúng ta đi tới một tí nữa nha. Con đường Tôn Đản ngày nay thì bán rất nhiều đồ ăn, thức uống. Mà nói chung quận 4 ngày nay thì là cái quận mà nổi tiếng về ăn uống, nên có rất nhiều khách du lịch đi đến đây và thưởng thức. Hy vọng là mình sẽ đi đến cái địa chỉ 202 Tôn Đản, vẫn là số cũ. Và đây là giao lộ đường Đoàn Văn Bơ và Tôn Đản đây nè. Thẳng Đoàn Văn Bơ này chúng ta sẽ đi đến Hoàng Diệu, đi đến bến Vân Đồn. Theo hướng ngược lại Đoàn Bơ đây là đi ra cầu Cống, chợ cầu Cống. Hướng này là chợ cầu Cống nè. Đường xá Sài Gòn về buổi chiều rất là đông đúc. Mặc dù hôm nay là chủ nhật, hôm nay chủ nhật thì em dẫn cô chú anh chị và các bạn đi lang thang ở các đường, các con đường xưa, gợi nhớ một chút hương xưa để anh chị. Và chúng ta thấy đây là số nhà số 58 rồi ha. 58 Tôn Đản. Cái vô độc quá. Xong qua đường được đây. Đối với quận 4 ngày xưa thì được mang tiếng là con đường giang hồ, con đường dữ, vùng đất dữ. Nhưng mà ngày hôm nay thì rất là khác rồi. Hy vọng qua video clip này các anh chị và các bạn cũng có cái nhìn khác hơn về quận 4 ngày hôm nay. Ta thấy thỉnh thoảng có những ngôi nhà có kiến trúc xưa xen lẫn những ngôi nhà mới ngày hôm nay. Ôi.
chúng ta đang tiếp tục đi trên đường Tôn Đản. Và số bên kia là số 76 rồi. Xe cộ rất là đông đúc luôn. Quận Tư ngày nay thì những cái nhà ở đây rất là có giá nha, không phải như ngày xưa đâu. Bây giờ nhà ở đây là triệu đô là bình thường đó, mười mấy 20 tỷ, 5-7 tỷ là bình thường. Thấy ở đây cũng có rất nhiều dịch vụ. Đây là tới 100 khu 100 đường Tôn Đản rồi nè. Rất là nhiều. Rất là nhiều món ăn. Ở đây có gà nướng nữa nè. Nhìn anh kia thì bán bún cơm tấm, địa chỉ 102. Buổi chiều ở quận 4 nè. Nếu các anh chị và các bạn ngày xưa có ở quận 4 thì ngày hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại. Và ngày hôm nay quận 4 rất là sáng sủa. Có một comment của email của cô chú, nhưng mà email không có nói rõ tên của chú nên thành ra có hơi khó tìm. Từ vì nhà số 2, nhà số 28 Tôn Đản là nhà của chú Độ, nhưng mà lại tìm hỏi chú Long thì người ta hỏi là ai tìm. Nên nhưng mà trong mail thì chỉ có cái nickname. Nickname rồi cái tên email thôi, không có rõ lắm, nên thành ra cũng người ta cũng ngại chia sẻ tại vì người ta không biết ai tìm. Bữa nay tôi thấy có cái giáo xứ Khánh Hội nè đang làm lễ. Ngày hôm nay chủ nhật nên bà con đi xưng tội. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Hy vọng qua video clip này chú Bing Bong, cái nickname Bing Bong, có thể chia sẻ thêm về ngày xưa như thế nào, và chú có cái tên là gì để con tiện hỏi thăm. Hôm bữa chúng ta có đi đến nhà của anh Sơn đâu đây nè. Ở khu này có cái chợ cũng rất nổi tiếng, chợ 200. Rồi
chợ Bến Đò Long Kiển. À, hẻm 141 nè. Cái video clip này sẽ mang Sài Gòn, mang quận 4, mang đường Tôn Đản đến gần hơn đối với cô chú anh chị đã xa Sài Gòn và Tết này không có dịp, chưa có dịp quay về, thì hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn những hình ảnh quận 4 những ngày cuối năm. Đi con đường này chúng ta nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, đâu cũng có món ăn, đâu cũng có quán ăn hết, không lo bị đói, chỉ lo không có tiền thôi. Mình thấy ở đây qua phá lấu nè, do là giờ này là giờ người ta mới mới mở hàng, mới mở cửa nên thành ra em cũng ngại, ngại lại đứng quay quay rồi nói sợ người ta đốt phong long. Đây mình thấy có xe bánh mì, bánh mì thịt nướng. Cái video này sẽ hơi dài, cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha, tại vì đường cũng hơi dài nên mình đi cũng cho hết hành trình. Lo nói quá, qua cái khu nhà 202 rồi. Trời, hy vọng là lần sau chúng ta sẽ đi ngang nhà 202 hả, tại vì còn rất nhiều video ở con đường này. Hôm nay là một cái video phát thảo tổng quát về con đường này để các anh chị có thể hình dung ngày hôm nay con đường này như thế nào. Hôm bữa thì chạy xe máy nên không có rõ. Pha lấu nè, gà ba nướng. Đó, mình qua cái đồi. Bên đây có một cái khu đất trống 240 240 đường Tôn Đản. Bên kia có miếng bò kho, rất là đông luôn. Mình đi một đoạn nữa thôi là đến đường Tôn Thất Thuyết rồi. Ở đây có quán chè, thi chè.
đúng là tấp nập. Chúng ta nhìn vào đây là đường Vĩnh Hội nè, con đường Vĩnh Hội đi thẳng ra đó là đường Quảng Diệu. Ở đây sắp tới Noel rồi, ở đây người ta bán rất nhiều đồ ông già Noel nè. Bán đồ điện, đồ nước, ống nước. Ở đây là 300, số 300 rồi. Bắt đầu con đường này khoảng chừng 400 số nhà thôi, không có dài. Chúng ta tiếp tục đi một đoạn nữa để xem cuối con đường là cái chợ, nhưng mà không biết chợ buổi chiều hôm nay như thế nào. Sẵn đây chúng ta sẽ đi khám phá cho hết con đường này luôn. Hy vọng xíu nữa còn thời gian chúng ta sẽ đi vô cái sấm chiếu, nhà thờ sấm chiếu, để xem không khí Noel ở đó ra sao. Và hôm nay là ngày 16 tây rồi, 15 tây rồi. Còn vài ngày nữa thôi là không khí Noel sẽ tràn ngập khắp thế giới, nhất là ở những nhà thờ đều trang hoàng lộng lẫy, còn những nhà có đạo thì cũng trang trí nhiều hơn so với những nhà không có đạo. Thông qua các video thì em nhận lại được rất nhiều cái comment của cô chú anh chị. Thông qua đây em xin cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến tất cả những cô chú anh chị đã luôn nhiệt tình chia sẻ và quan tâm theo dõi. Lâu lâu hãy comment để em biết các anh chị và các bạn vẫn đang còn theo dõi. Và nếu mà chúng ta thích những cái địa điểm nào thì có thể chia sẻ, nếu có thời gian em sẽ đến đó để chia sẻ cùng anh chị. Có lẽ những cái video mang những cái nội dung thế này thì không có gì là hấp dẫn cả, nhưng mà đâu đó nó cũng gợi cho chúng ta nhớ được nhiều điều, nhiều cập nhật, nhiều hình ảnh về nơi xưa. Và nếu mà chúng ta đang ở đây thì mình xem những hình ảnh này cũng là bình thường thôi, không gì đặc biệt cả, ngay cả em cũng thấy vậy. Nhưng mà khi mình xa nó rồi thì mình mới muốn tìm về
Rồi chúng ta sẽ qua đường nha, qua đường để nhìn rõ hơn khung cảnh ở cuối đường. Bác ơi ấy đút cơm đi, đút cho. Chúng ta đi hết đường Tôn Đản rồi và cuối đường là một cái nhà kho, nhưng mà ngày hôm nay thì nhà kho không còn hoạt động nữa, đó là cái chợ, chợ Đò Long Kiển. Và thẳng hướng này chúng ta sẽ đến cầu Kênh Tẻ nè. Và một số hình ảnh ở con đường Tôn Đản, đi qua vài địa chỉ để các anh chị có thể hình dung được. Đây đâu, để đâu con? Muốn để ngang hả? Đi bữa con đá kìa. Rồi. Giờ cô bán hay là cô dọn về? Dạ. Cô bán món gì vậy ta? Cô bán bồn nhậu. Cô bán bồn nhậu á. À bán về đêm hả? Kiểu sò, thèm tạm đêm đắm trên sàn luôn. À, nhưng mà không ai phụ hả? Không. Trời. Được chưa con? À. Rồi. Mới vừa phụ đẩy cô bán đồ nhậu về đêm. Rồi chúng ta tạm chia tay ha, tạm chia tay ở cuối con đường này, và có dịp chúng ta sẽ quay trở lại để hỏi thăm những cái tin tức của người quen ở số nhà 28, số nhà 28 Tôn Đản. Rồi bye 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 các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn cuối tuần an lành và hạnh phúc.